Thấy cái con tép biển cái vỏ nó cứng ngắc như vậy rồi làm mắm sao mà ngon cô nhiều ơi. Rồi cả nhà ơi, thật sự là mình thấy là như vậy nhưng mà ngược lại nó làm thành mắm rồi, cái vỏ nó mềm luôn cả nhà. Cái vỏ nó mềm thậm chí có con nó bị lột luôn. Đó, nó lột là cái thịt nó rất là chắc. Tép biển là tép tự nhiên, tép thiên nhiên cho mình ha. Và nó sẽ không có được đều con giống như là tép nuôi cả nhà, nó có nhỏ, có bự và có con nó bị lột. Có con nó bị lột nữa nhưng mà cái thịt nó lại rất là chắc luôn cả nhà cứ yên tâm. Và tép thiên nhiên thì như thế nào? Tép thiên nhiên thì nó được cái là nó sạch cả nhà, nó không có phần, nó không có cái lượng thức ăn dư thừa trên cái đường phân, trên cái đường lưng của nó, đó là nó không có đó, nó an toàn cho mình cái chỗ đó. Rồi tép tự nhiên thì nói chung là nó không có được đều đều con 10 con như 10, nhưng mà mình ăn được cái an toàn hay cả nhà ơi, cái gì thiên nhiên ban tặng thì nó ngon à. Và cái mùi vị nó cũng rất là đặc trưng nha, cái mùi khó diễn tả quá, cái mùi nó thơm, cái mùi nó thơm. Mình mở cái hũ mắm tép bạc ra nó cũng rất là thơm, khi mà mình trộn đu đủ lên là dậy lên cái mùi mắm thơm lắm. Mà mắm tép này cả nhà mình đem về trộn với đu đủ ha, ăn với thịt luộc nè, ăn với cơm đó, rất là bắt cơm luôn cả nhà. Kèm ăn kèm với cá chiên cũng được, ăn với cá chiên cũng được luôn nha. Trộn đu đủ, ăn cá chiên, rồi ăn bún, chan bún, cuốn rau, ăn với thịt luộc đó, tất cả các món ăn đều ăn được. Và ăn sống, ăn trực tiếp thôi chứ không có cần nấu nướng gì hết trơn. Và cả nhà thêm củ gừng, củ ghiền vô thì sẽ làm dậy lên cái mùi tép nữa, tùy theo cái sở thích của mình mà mình thêm ha. Mình thêm củ gừng hoặc là củ ghiền, mình thích củ nào mình thêm củ đó. Đó, 1 kg em bán cho mình chỉ có 130k thôi cả nhà. 1 kg là 150, đang giảm giá cho mình chỉ có 130k thôi. Bấm ngay vào trong giỏ hàng, nếu mà thấy được giá rẻ hơn 130k mà còn được miễn phí ship nữa là chốt đơn liền ngay 1 kg về mình dùng thử cái con mắm tép biển của cô nhiều ha.